Chủ nhà sinh năm 1991 mà ở hướng Nam, comment số 1 đi ạ. 1991 là tuổi Tân Mùi. Ở nhà hướng Nam, rồi Tân Mùi mà ở hướng Nam. Hướng này là hướng phục vị này. Có sao thân hôn hoan lạc và xương dâm. Đây là ba sao chiếu cửa. Trong đó tân hôn và hoan lạc là hai sao tốt, nhưng mà bị sao xương dâm ở đây thì xương dâm là một trong những cái sao mà người trong nhà ở đây rất là dễ liên quan đến ngoại tình, bồ bịch và trai gái. Ở đây hết sức phải lưu ý. Đấy, có cửa chính mà bị sao này chiếu đến, nó tự làm cho người trong nhà mình là thay tính đổi nết. Nên này, xương dâm này ở đây chị phải để ý nha. Mối quan hệ về ngoại tình không đơn giản đâu. Đấy, khi mình ở trong cái trường hợp như này thì mình nên để ý nha. Rồi tiếp theo ạ. Dương Tân. Rồi tôi sinh năm 1975, nhà hướng Tây 251 độ. 1975 là Ất Mão. 1975 này. Ất Mão mà hướng Tây 251 độ. Nhà này đúng sao xương dâm chiếu cửa luôn, 251 đây này. Đúng sao xương dâm luôn. Thân hôn xương dâm mà thiếu vong này, 3 sao chiếu cửa này. Trong đó xương dâm là gì? Dễ liên quan đến ngoại tình, bồ bịch và trai gái đấy. Thiếu vong là rất là dễ liên quan đến đỏ đen. Nên là nhà mình ở đây mình phải để ý hai cái sao này nhé. Đây là hai cái sao rất là xấu, mình hết sức phải lưu tâm. Xương dâm vong là nhiều vấn đề nên để ý, được chưa? Đấy, nên để ý hai sao này nha. Có nghĩa là mình ở cái trong cái hướng nhà thì mình hay nhận những cái nguồn khí xấu, hay còn nói đơn giản khác là những cái nguồn năng lượng tiêu cực nó ảnh hưởng đến đây. Đấy, khi mình nhận những nguồn năng lượng tiêu cực ở đây thì mình ở đây thì dần dần lâu ngày thì mình bị phát sinh những cái suy nghĩ tiêu cực, mà mình làm cho mình ra những cái quyết định nó bị sai lầm. Đấy, cho nên đây là một trong những cái nguyên nhân mà ảnh hưởng rất là nhiều, cũng cần phải lưu ý nhé. Rồi tiếp theo ạ. Nguyễn Thái Quỳnh đâu? Nam chủ nhà sinh năm 1981. Rồi nam chủ nhà sinh năm 81 là tuổi gì? Tân Dậu. Nhà hướng Tây Bắc. Nhà hướng Tây Bắc đúng không? 1981 mà nhà hướng Tây Bắc. 81 này. Nhà hướng Tây Bắc. Tây Bắc ở đây này. Đấy, nếu như nhà hướng Tây Bắc thì có sao Cô Quả, Vinh Phú và Thiếu Vong. Đấy, đây là ba cái sao chiếu cửa này. Đấy, trong đó Cô Quả là một trong những sao rất là xấu, nó chỉ về cô đơn quả, vợ chồng rất là dễ xảy ra những cái sự xa cách trong hôn nhân. Thiếu Vong ấy, là người trong nhà rất là dễ phát sinh liên quan đến chơi đỏ đen. Nên này, đấy, Cô Quả và Thiếu Vong này, đấy, mình nên để ý về trong cái trường hợp như này nhé. Đấy, nên để ý. 2025 hoàn thành không sao nhá, 2025 hoàn thành không vấn đề gì. Đấy, tuy nhiên là nếu như anh ở đây anh mới bắt đầu tiến hành xây dựng nhà ấy, thì có một cái lời khuyên cho anh ấy. Khi mà mình mới bắt đầu xây dựng ấy, là mình nên để ý cần cái sự tư vấn từ ban đầu về các yếu tố sắp đặt bố trí công năng trong một căn nhà để nó hợp phong thủy. Đấy, từ vị trí ngày giờ động thổ này, bố trí như nào, đấy, sắp đặt ra làm sao để nó có thể là phù hợp với cái căn nhà đó, cũng như là phân tích theo cái cung mệnh của từng thành viên trong nhà để sắp xếp các vị trí giường hay là phòng ngủ hay là gì ạ, bàn làm việc như nào. Đấy, cái này tốt nhất là nếu như anh xây nhà thì tôi khuyên anh là có thể là đăng ký một cái gói hồ sơ tư vấn phong thủy nhà ở ấy, thì tư vấn cho mình ngay từ ban đầu một cách kỹ lưỡng nhất. Đấy, còn nhiều khi là mình cứ tự làm xong nay mai gì ạ, nó xảy ra những cái lỗi phạm nọ lỗi phạm kia mình không biết, hay là lúc đó mà mình có sửa đi, mình có phải thay đổi ấy, thì nó rất là tốn kém. Đấy, hiện nay thì có một cái lời khuyên dành cho anh là anh nên có một cái gói hồ sơ tư vấn phong thủy ngay từ ban đầu. Để xem có gì điều chỉnh thì mình ngồi sẽ điều chỉnh luôn với kiến trúc sư ở trên bản vẽ là tối ưu nhất nha. Đấy, để tránh cái trường hợp là sau này nó điều chỉnh nó rất là nhiều vấn đề. Đấy, có một lời khuyên này cho anh là như vậy.